Hôm qua về trên báo khủng khiếp quá trời ơi. Ra đèn. Chú ơi, con kể chú này bao giờ lô xăng đánh nhau, con mới chưa gặp nhau tiếp nha. Nghe chú nói nè, tới giờ rồi đó. Con biết rồi. Trời ơi, hôm qua mẹ con thông báo rồi. Mẹ con thông báo rõ mồn một gọi Văn Hiếu lên á. Ít nữa là tập trung với con để lo lánh lãn á. Mẹ con thông báo là bí mật tới rồi bà con ơi. Hôm qua mẹ quan âm nha, báo cho con khủng khiếp luôn. Có mấy cái ông sư mà tu thiền định sâu á, mấy ông rơi hết nước mắt luôn. Đúng rồi, mấy ông sư không biết đâu. Mấy ông mà thiền định sâu cơ, mấy ông biết ông rơi nước mắt á. Khủng lắm. Ồ hôm nay mấy nhỉ? Ồ sắp rồi. Trời ơi con biết nha, con biết rõ ngày luôn nha, nhưng con không được phép nói ở đây, lộ cơ đồ. Khủng khiếp lắm đi. Rồi. Ôi, hôm qua về trên báo. Khủng khiếp quá trời ơi. Khi nào mà nó tối rồi cháu thì đến gặp xưa tiếp. Khi nào cái này ở đâu? Dạ cháu ở trên núi cơ mà, cháu cùng một cái thất trên đỉnh núi á. Chú khỏe không? Hết bữa nữa đi đặt tủ xuống hết rồi. Nhưng mà ai có nhiệm vụ quá được ở. Mới lại là cháu là có giấy tờ xây dựng á. Có giấy tờ xây dựng. Không ai ở được hết luôn. Rồi, từ từ đi, biết. Có vậy này, đúng rồi. Nè chú. Chú ơi, cho hỏi chú nha. Cho hỏi chú nha. Đêm qua lúc 23:34 chú nhận được cái gì không? Cháu hỏi vậy đó. 23:34 không nhận gì được hết đó. Không nhận được hả? Bao giờ nó tới giờ mới nói vấn đề này. Con nhận cái gì không cho chú hay ơi. Khủng khiếp. Nhưng mà không nói vội. Nguy hiểm. Chú nói cái trời bánh cái màu. Giờ 34 phút một bậc tối cao tối thắng đối với nhân loại này đã phát một tín hiệu sự chạm. Phát một tín hiệu đối với chân sành cấp báo với 36 đúng không nhỉ, 36.000 vị thần chiến tranh quy tụ. Trời ơi, du. Thôi em quen người ta nói gì bị khủng bây giờ. 23:34 một bậc tối cao trong nhân loại phát một tin hiệu và lệnh cho 36.000 vị thần chiến tranh cấp báo nhận lệnh. Cho nên là cháu mới sáng hôm sau cháu mới gọi cho cái ông Văn Hiếu cư sĩ này, nó gọi là lên đây gấp đi em ơi, chỉ lên đây chỉ múa mày trên clip mấy hôm nữa thôi. Lên múa mấy cái rồi bắt đầu ra làm việc. Chú ơi sắp tới rồi gặp chú đó. Đấy nha.
sắp tới nó dạ chú chào chú bye bye. Nó quay trước vậy à, nó có biết chính xác chỗ nào nhưng mà yếu là từ em ra nên chị mới biết là đến chỗ đó là giống giấc mơ của chị à. Rồi chị cũng tập có cảm ứng chút thôi chứ không cảm ứng nhiều. Như em thì thấy là em có cảm ứng nhiều lắm, chứ chị giờ chả có cảm ứng nhiều lắm chút thôi. Em biết chị là có căn rất là sâu đấy, nhưng mà ít đâu. Em chỉ cần khoảng 2 năm nữa chị mới khai mở. Chị cũng căn sâu lắm á. Căn sâu hả? Căn sâu. Xinh thế này mà bảo là xấu. Chị cũng không biết là chị là cái gì nữa, nhưng mà cũng có cái duyên, cũng có duyên tới. Không phải ngẫu nhiên mà bề trên cho chị thấy cái chỗ đó, vì chị cũng có một cái sứ mệnh ấy, rồi sau này cũng sẽ làm việc chung với em à. Em biết đó, vừa bề trên cho biết cũng là có gặp được nhau, tại vì chị biết sau bây giờ tự nhiên nhìn lên hình là thấy em có tình cảm. Tự dưng em buồn ngủ quá, hình như chị đang bị đánh bùa hay sao ấy. Chị kết Zalo cho em đi. Nhiều khi chị cảm thấy mệt bất thường đúng không? Đúng rồi, chị biết không? Chị kết Zalo với em đi nhá, để tối về em xử lý nhá. Rồi. Đang bị đánh bùa. Rồi em nói với chị chứ. Em bị chúng nó đánh bùa mỗi ngày. Ăn bùa như cơm bữa. Em bị ăn bùa như cơm bữa. Chị cũng bị, chị biết là chị có cảm giác nên mà chị không biết xa thôi. Bây giờ là em hút lên chị qua bên em rồi đấy. Em nghỉ ngơi đi nha, rồi coi chị kết bạn nha. Cảm ơn em nha, bye bye. Có gì để chị em xử lý cái vụ này cho đang bị đánh á. Rồi. Dạ. Bye bye. Vì cô đạo mà chị cũng không biết bao nhiêu khổ nhọc. Đến lúc trầm cảm ra chúng nó không có thương. Cha mẹ sinh ra một cái đã được cưng chiều. Nhưng cha mẹ sinh ra cũng bắt đi làm cái kiếp để nhân sinh để làm cái kiểu cha mẹ thì mạn pháp phải đi vào con đường đạo. Sau này mọi thứ nó xảy ra rồi thì mọi người mới thương con được. Chị cứ yên tâm đi, có tỷ ở đây lúc nào cũng hộ chị hết trơn á. Tỷ này là tuyệt đối với chị luôn đó. Chắc là tỷ có tâm linh nên tỷ mới biết được đúng không? Chị tâm linh dữ luôn á. Chứ còn không, mọi người không có tâm linh cũng không hiểu đó. Vâng. Cố gắng nha, mẹ của bé yêu thương nha. Dạ, yeah. Tuy bởi là... bởi vì đang vào cái thời mạt pháp, cha mẹ sinh ra mình là phải đang để cho hành trình về vấn đề về tâm linh. Có nói ra những cái điều nó chỉ có 3 phần nhưng nó sẽ thành 10 phần. Mà nói 5 điều thì nó thành 5 điều sẽ sau này nó diễn biến nó khủng khiếp lắm. Thế đâu phải thế này đâu. Nhưng mà nuôi cấm sau này nó không đơn giản tí nào đâu, cũng tuyệt vời lắm đấy. Con ở trên đỉnh nuôi cấm luôn á. Mà... Rồi, nếu có đi bay vào bằng cái đàn lên, bay gặp con miếu là con miếu sẽ cần lên. Nha. Dạ. Hẹn gặp lại sớm nhất nha. Cố gắng nha. Dạ. Nhưng mà cố gắng rồi thì ăn uống để cho nó sức nha. Vâng. Ăn trái cây cũng sống, không chết được. Con từng uống nước một năm mà có chết đâu. Từng uống nước một năm mà không khí có chết đâu. Con từng uống không khí một năm có chết đâu. Đúng, không chết được. Hồi đó ở trên núi nè. Dạ. Kinh khủng lắm đó nha. À đúng rồi. Sắp tới chắc kinh khủng lắm em ơi. Ủa sao chị biết? Chị cũng hay tìm hiểu cho con á. Chị cũng mong bước sang đời, cũng mong lắm mà. Cho
chị biết chị chăm hoài à? Chị biết bằng cái tâm linh hay là nghe người ta nói? Dạ chị nghe người chị thấy nha, mấy chị thấy đạo nói. À rồi. Ừ. Sắp rồi. Rồi xong thì mình cũng cảm nhận được, mình nghe là mình hiểu được hết luôn. Thật sự là nếu mà đúng cơ ấy, lẽ ra là hôm đấy đấy, nhưng mà phải rời cơ vì chưa chuẩn bị xong một số thứ. À, chị hiểu không? Nhưng mà không biết trong năm nay thì có chắc đến rồi chứ em ha. Năm nay là chắc không còn dời nữa đâu em. Thật sự là em lắm rồi. Vì mẹ con năm báo rồi. Báo đêm qua đó, sau em phải gọi cho Hiếu lên liền. À. Nhưng mà em sẽ không nói rõ nữa. Hồi trước là như kiểu theo đúng cơ là như vậy, nhưng mà phải chuyển đi tại vì là cơ trời chưa chuẩn bị xong đầy đủ ấy, phải chuyển mà. À. Đây là cơ của trời cho nên chuyển dạ. được. Trời chuyển được vì là trời đặt ra cơ. Rồi dạ. Khi mà chưa chuẩn bị xong thì phải chuyển cơ thôi. Và những cái người mà có sức mạnh lớn đối với cơ này, họ chưa có cái sự khai mở trí tuệ ấy, thì phải dừng lại để chờ những cái con người đó khai mở xong thì mới bắt đầu cơ, vì những người đó sắp tới sẽ ra làm việc. Như là các trăm quan thánh đó không em? Đúng rồi, và những nhân vật chính, nhân vật chủ chốt nữa. Đó là Phật. Nó đang quay chị đấy. Có gì đâu, chị quen với đại mà. Không, tức là em phải chịu cái hàm oan ấy, nhưng mà bề trên sót lắm, sót cho em lắm. Nhưng mà em vẫn phải chịu thôi, tại vì có ý định của bề trên. Nhưng mà tất cả những người có sức mạnh và lắm được thiên cơ thì người ta cũng biết rất rõ về cái sự mà lập đời sắp tới và sắp xảy ra. Chưa đầy, mọi người sẽ biết rõ kết quả, mọi người sẽ biết rõ rằng là những điều em nói đúng hay sai, cứ trông vào chưa đầy 10 ngày nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Chị gọi cô ạ. Mấy nó chịu cô thầy, tôi phải lắc được, tôi phải lắc được chứ. Trời ơi, cái thứ tháng 7 này nổ đi rồi mới thấy, không phải. Sắp tới nha. Trong mắt mình. Tháng 7 tháng 6 rồi. Rồi nó còn dai dẳng đến cả sân năm nữa cơ, không đơn giản nào đâu mà. Con được đề trên đó cho. Cố gắng em thấy cây. Rồi. Ăn cơm cả 2, 1 bát cơm cũng sống à. Có vài viên đạn cũng sống à. Vài viên đậu phộng á. Con không ăn một năm trời rồi mà. Không ăn uống nước một năm trời đấy. Bữa nay em uống gì mà gầy quá à. Dạ. Tại vì ăn trái cây không? Uống nhôm à? Ăn trái cây không? Thế bé con nó ở đâu rồi? Con nó ở đâu rồi? À, em bé ở miền Bắc gia đình nuôi. Ở nhà có điều kiện đầy đủ hơn. Thế là trốn đi tu luôn. Thôi không phải nói tu mà cái trốn đi để làm cái việc đấy. Thiên em thiên bé để cho con đi chơi. Em bé của con không có đơn giản đâu nha. Cô biết không, em bé của con nó không đơn giản đâu nha. Nó mất phượng mày ngày mà vương chứ điền, mà quan trọng là cái đít của nó có hình âm dương bát quái khổng luôn. Mà từ trước xem xét đấy. Không phải ngẫu nhiên là từ miền Bắc xa xôi đi về nước mình đẻ. Vui nha, đừng buồn nha. Dạ. Cô yêu thương đừng có buồn nha. Dạ. Thế cơ tin con là vui rồi, tại vì con chỉ sợ người ta chửi con thôi. Lúc nào cũng 1-2 ngày này đến cho cô động viên nhé. Dạ. Nghe chưa, cho nó đỡ buồn nhé. Con có buồn đâu.
không được buồn. Không có buồn. Tự mình thế anh mày. Không có buồn. Thế nhá cô. Dạ. Sắp rồi. Nay là sắp rồi chưa. Ờ, cô bé ơi, cho tặng cô bé Quyền gửi cho cô bé yêu thương 500 nghìn nha. Dạ. Để 500. Xin, dạ. Xin. Sắp rồi. Bảo Văn Hiếu đưa số tài khoản đi để gửi nhá. Rồi rồi, dạ để biết rồi. Sắp rồi. Nếu mà hôm nào cứ 3 ngày, 5 ngày gặp nhau nhá cô bé nhá. Dạ, lát nữa sẽ kết Zalo luôn. Ok. Ok. À.